Vâng, nếu như đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng chung kết Asian Cup 2023, thì một đại diện khác của Đông Nam Á đó chính là đội tuyển Thái Lan đã bước vào trận đấu đầu tiên. Đối thủ của đội tuyển Thái Lan đó chính là Kyrgyzstan. Và trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn thì đội tuyển Thái Lan đã có được một trận đấu tốt. Ở lượt đấu đầu tiên bảng F vòng chung kết giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Á Asian Cup, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng trước đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 2-0. Vào phút thứ 26 của hiệp 1, Supachai ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan và 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Thái Lan là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, ngay phút thứ 48, Supachai lại một lần nữa có mặt đúng lúc làm rung mảnh lưới đội tuyển Kyrgyzstan lần thứ 2, hoàn tất cú đúp bàn thắng của anh và mang về chiến thắng 2-0 chung cuộc cho đội tuyển Thái Lan. Cũng ở lượt đấu đầu tiên bảng F, trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã vượt qua đội tuyển Oman với tỷ số 2-1. Đội tuyển Ả Rập Xê Út bị dẫn trước ở phút thứ 14 của trận đấu sau quả đá 11m thành công của Al Yahia bên phía đội tuyển Oman. Phải mãi đến cuối hiệp 2, khi thời gian thi đấu chính thức còn 12 phút nữa, đội tuyển Ả Rập Xê Út mới tìm được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Garib trước khi Al Bulahi lập công vào phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, mang về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Ả Rập Xê Út. Sau lượt đấu thứ nhất, đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng F với 3 điểm và có chỉ số phụ tốt hơn đội xếp thứ 2 Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Liban vừa trải qua buổi tập cuối để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng A Asian Cup có đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Liban đã thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch Qatar ở trận mở màn và giờ họ phải có được chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng knockout. Đây là một nhiệm vụ lớn với đội tuyển Liban ở kỳ Asian Cup năm nay, khi trong hai kỳ Asian Cup trước mà họ được tham dự, bóng đá Liban vẫn chưa vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, để có điểm trước đội tuyển Trung Quốc cũng sẽ là một điều khó khăn với đội tuyển Liban, khi đội tuyển Trung Quốc vừa trải qua trận hòa thất vọng không đều trước đội tân binh giải năm nay Tajikistan. Và các cầu thủ Trung Quốc cũng đặt quyết tâm cao là chiến thắng ở lượt trận thứ hai. Không chỉ thua về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Liban cũng đã thua trước chính đội tuyển Trung Quốc 3 trên 4 lần gần nhất hai đội chạm trán nhau, trong đó có 2 lần ở Asian Cup. Khả năng lần này, đội tuyển Trung Quốc có thêm chiến thắng là rất cao. Trận đấu giữa đội tuyển Liban và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào 18:30 hôm nay và được đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV Cần Thơ.